Mới đây, một người vợ chia sẻ bài viết tố chồng ngoại tình, buộc cô ôm bụng bầu 7 tháng phải ly hôn. Theo đó, cặp đôi yêu nhau khi cả hai chưa có gì trong tay. Lúc yêu đương, chồng rất chiều cô vợ đồng hành cùng chồng vào Nam ra Bắc. Chồng được phân về Hải Phòng, cô ở Thái Nguyên, nhưng không quản ngại việc chạy xe máy ngày vài tiếng để gặp chồng. Dù khó khăn vất vả, cả hai vẫn hạnh phúc bên nhau. Theo đó, cô phát hiện trong điện thoại chồng có ảnh và video của người phụ nữ khác. Cả hai đi chơi về muộn với nhau, chồng nói rằng họ chỉ đi tập xe. Thậm chí người chồng nhiều lần nói dối vợ để được đi cùng nhân tình. Khi cô nói cho bố mẹ chồng, họ cũng chẳng thể kéo con trai trở lại. Chồng vẫn tỏ thái độ vô trách nhiệm, chẳng cần vợ con. Người vợ không chịu được nữa và quyết định ly hôn. Người đàn ông này luôn tỏ ra chuyện mình có người phụ nữ khác là không sai, phản bội gia đình cũng là không sai. Anh ta cũng chẳng muốn tích cực giải quyết chuyện vợ chồng, dùng dằn và sẵn sàng chửi bới vợ đang mang thai nếu không thích. Anh ta sau đó còn mỉa mai vợ bị bỏ và cười vô cùng hả hê, sung sướng vô cùng khi chọc tức được cô. Sau tất cả, cũng thật may mắn khi cô vợ đã được rời xa người đàn ông không xứng đáng này. Gắn bó lâu nữa chắc điều đến với cô sẽ chỉ toàn cay đắng mà thôi.